Hello các bạn, các bạn có nhớ hồi hôm qua Kelly có làm cái video về Theo không? Kelly nói mỗi lần mà Kelly về nhà có 4 hay 6 con mắt nhìn Kelly đó. Thì đây nè, đó, mỗi lần mà đi về nhà là nhìn tới cửa là thấy có người trông ngóng chờ mình. Rất là dễ thương. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, beo beo nè. Ở nhà Kelly thì Kelly cho mấy bé ở ngoài, thì mấy bé đi vòng vòng trong nhà, Kelly chỉ cần quẹo ngay đầu đường thôi là đó, thấy chưa? là tụi nó đánh hơi mình về. Là khi mà đánh hơi về á, là đứng ngay cái cửa trông chờ nè. Đó, các bạn thấy thương không? Bởi vì hỏi sao mà không thương mấy bé cuốn được. Đó, là sao mà đi vô nhà. Đó, đang ngóng chờ mình quấy đuôi nè. Đó, rồi đi vô trong. Béo béo. Béo béo của mẹ. Good girl, béo béo. Rồi, come in, come in, come in, come. Béo béo. Đó, đây. Đó, hai bé. Đó, hai công tử. Hai công tử khi về nhà. Đó, các bạn thấy nó đu không? Nên nó mừng mình. Đó. Ở nhà chị U có cho ăn cơm chưa? Chị U có cho ăn cơm chưa? Mẹ thương Theo. Mẹ thương Bun Bun. Mẹ thương. Đó, đó. Thấy đu chưa? Đó. Đó. Nó nhảy lên. Bun Bun. Ở nhà có ngoan không? Thôi 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 mẹ thương. Đó. Mừng mẹ về khóc. Thôi, cho kẹo nha. Đó, cái bọc này là cái bọc kẹo. Nó gọi là Liver Buckley Billy. Nó là những cái liver này nè. Mấy bé rất là thích. Cho nên mỗi lần về á, mà vô nhà mà không cho ăn nha các bạn, đi theo mình á, mà nè, đó. Ở nhà có ngoan không? Ở nhà có ngoan không mà đòi kẹo? Rồi nè, sit, ngồi xuống mới cho kẹo. Sit. Đó, các bạn thấy không? Đó, khóc. Sit. Đây, bánh bèo của Kelly đây nè. Đây là bún. Có nó đu. Mỗi lần về á là mừng nè. Chị U cho ăn cơm chưa? Chị U cho con ăn cơm chưa? Nhìn cục kẹo thôi à. Đó. Bún bún. Ok, cho anh. Ngồi xuống mày cho kẹo. Ngồi xuống. Rồi, im. Ngồi xuống nha. Ngồi xuống. Đây. Đó, giỏi, ngoan. Theo, ngồi xuống. Theo, sit. 1 2 2 rưỡi 3. Good boy Theo. rồi mẹ cho xuống nha. Theo đang làm gì đó? Theo cho con ăn cơm chưa? Đây mẹ bồng xuống. Đây. Đó, các bạn thấy không? Đây, Theo á thì phải bồng xuống như thế này nè. Đó, bồng Theo xuống. Đó, rồi chạy. Đó, chạy. Rồi, đó. Thôi, ăn kẹo rồi, xuống đây còn đòi nữa. Béo béo. Béo béo. Good girl, béo béo. Sao? Cứ kêu beo. Beo ngoan nha. Ai ứ đây? Ai ứ đây? Đây. Đó. Cho ra ngoài chơi nha. Để ngoài dọn chuồng. Rồi. Đó. Rồi, đó. Bình tĩnh. Đó. Chạy cà linh tinh cà lon ton. Đó. Bé nào đây? Bé nào đây? Bé nào?
đây là Happy. Happy nè. Đó. Thôi 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 thôi. Michelle. Bé này bé nào đây? Bé này là bé Cookie. Không phải, bé này là bé Juno. Juno. Rồi, đó. Bún bún, tại sao nhảy vô trong chuồng? Tự nhiên sao nhảy vô chuồng vậy? Bún bún, khắm. Bún bún, khắm, khắm, khắm. Ra đây, tại sao nhảy vô chuồng? Khắm, bún bún, khắm. Nhảy vô được mà không nhảy ra được hả? Thôi, ok, rồi. Cho ra nha. Đó. Ra là nút tuột 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 tuột. Bữa nay là mấy em được 7 tuần tuổi rồi. Cho nên beo ngoan, mẹ thương beo nha, cứ kêu beo. Đó, về nhà là cho ra, cho ăn rồi đó nha. Mà đó đó đi. Thôi 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 thôi. Ra đây cô nương, ra đây ra đây ra đây ra đây. Đó, chạy cả linh tinh cả lon ton. Ngoại thương, ngoại thương. Bé này là Cookie nè. Đầu, cái đầu bù xù là Cookie. Đây. Đây là em Cookie. Em Cookie của ngoại. Đó. Bé Cookie nè. Bữa nay lớn quá trời luôn. Đó. Về nhà là 7 bé. Chạy cà linh tinh cà lon ton. Đó. Cái đuôi thấy ghét không các bạn? Nút chuột 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 đi đó. Bèo ngoan ha. Bèo ngoan, good girl, bèo. Bèo good girl. Bé này là bé trai nè. Đó, đó là bé Milo. Là bé trai duy nhất trong trong nhóm. Các bạn thấy không? Lớn hết rồi. Rồi beo, thôi 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 thôi. Thôi 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 được rồi. Ăn rồi mà. No 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 no. Đó. Đang ngồi trên ghế cho mẹ nhé. Cứ kiểu beo stay. Beo beo. Thắm. Nè nè. Lại ra ăn nữa. À. Đó. Gia đình nhỏ bé của Kelly đây. Hôm nay bé cuối cùng có được thăm có gia đình tới thăm. Ngày mai hình như hết dịch rồi đúng không? Đúng rồi. Xin lỗi, ngày mai là Toronto hết lockdown. Cho nên mấy bé còn ở với Kelly được khoảng một tuần nữa. Cho nên nếu mà các anh chị có xem cái video này mà có những trẻ em mà thích gặp puppy thì có thể nhắn tin cho Kelly, có thể tới thăm những đứa con của Kelly và cháu ngoại. Mấy bé rất là thích có người thăm và người bồng. Cho nên các bạn nào mà hồi nào tới giờ không biết về cuốn hoặc là muốn tham khảo về cuốn thì có thể chở con của mình đến thăm mấy đứa cháu ngoại của Kelly. Kelly rất là thích khoe mấy đứa cháu ngoại của Kelly. Tuy nhiên là mấy bé này đã được những gia đình đặt hết rồi cho nên không có available. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn cho con mình biết những bé puppy như thế nào hay là muốn bồng mấy bé của Kelly thì các bạn có thể nhắn tin cho Kelly nhé. Thương lắm. Thật sự như Kelly có chia sẻ đó, trong gia đình, cuộc sống mà nhất là ở Canada này mà có một bé cún trong nhà, nó giúp cho tinh thần mình rất là nhiều. Những người mà có bị bệnh trầm cảm hoặc là bị bệnh depressed
thì thường thường có một bé cún bên cạnh á, nó giúp đem niềm vui đến cho mình, đúng không? Ừ. Đây là Juno nè. Juno quậy quá. Thôi, ăn rồi. Đó, các bạn thấy không? Buồn buồn. Không có bú. Trời đất ơi. Đó, các bạn thấy không? Nó nút chút 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 chút. Thật sự không ngờ 2 tháng qua rất là lẹ. Mấy bé nhớ ngày nào mới sanh ra như mấy con chuột. Bây giờ đã coi như là lớn hết. Rồi chạy tùm lum nè. Đó, đó. Dễ thương. Thôi 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 thôi. Ít nhậu, ít nhậu, ít nhậu. Thấy tụi nó chạy mà chóng mặt luôn á các bạn. Tụi nó rất là playful, rất là vui tính. Cho nên bé nào đây? Tới liếm là bé nào đây? Nè. Đó, đó, ngồi không yên. Đó. Chạy linh lăng xăng. Có nhiều người hỏi Kelly là nuôi như vậy có cực không? Thì xin thưa với các bạn, không có cực. Kelly thương chó lắm. Cho nên và giống này là giống Bichon, nó rất là đầm tính. Cho nên nó không có cực. Kelly mua cái chuồng như thế này nè. Kelly lượm cái này ở Costco. Cái thùng này là lúc mùa mùa Christmas. Thì Kelly trải P-Pad. Xong rồi mình chỉ cuốn lại như thế này, mình bỏ vào thùng rác đó. Thì Kelly thường thường là xài P-Pad. Kelly xài P-Pad thì cái này mình có thể mua ở Walmart. Nó là như thế này nè các bạn. Thì mình trải ra cho mấy bé đi vệ sinh. Đó. Tí hồ, tại sao rù rù có cháu con? Đó là những cái P-Pad mà ấy để cho ngoại ấy nè. Tối á, dễ thương lắm. Chùi tay chùi chân là cả 7 mẹ con lên đó. Thì Bun Bun nó đang chơi với con đó. 7 mẹ con lên giường nằm ngủ. Cái giường của Kelly nhìn vô không thấy Kelly đâu trơn, thấy toàn là cuốn không à. Tối thì một đứa ngay chân mình, một đứa ngay bụng mình, rồi những đứa kia nó leo trên đầu mình, nó ngồi đó. Thì sau khi mà các bạn mình thay á, mình thay cái P-Pad như thế này nè đó, thì đây là cái chuồng của mấy bé. Thì mấy bé sẽ nằm ở đây, nó thích nằm cái giường nhỏ để nó gần với nhau. Sau đó cái nó nhảy ra đây, nó đi vệ sinh, xong rồi nó nhảy vô đây, thì mình cứ thay cái này thôi. Thì mình train như vậy thì sau này khi mà về nhà mới á, mấy bé mà hửi được cái mùi của cái P-Pad này thì mấy bé sẽ tự động biết đi vệ sinh. Đó. Ăn xong rồi chạy nhảy tùm lum. Ru 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 ru. Ru 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 ru. Đó. Ăn nữa, ăn suốt ngày. Đó. Thì đây là gia đình nhỏ bé của Kelly. Xin chia sẻ với các bạn. Và nếu mà các bạn hay là con của các bạn muốn thăm những bé cún này thì các bạn có thể nhắn tin cho Kelly. Mấy bé này rất là thân thiện và rất thích người. Đây, bé nào đây? Bé này là bé nào? Bé này là... Con cái bụng nó bự kìa. Ăn quá trời ăn luôn. Đó. Rồi. Ok. Xin chúc các bạn một buổi tối an lành nhé. Và xin hẹn gặp các bạn trong những video khác. Xin chào các bạn. Bye bye. Đó. Ít ụt ít ụt ít ụt ít ít. Đó. Ăn nhiều quá. Thôi 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 thôi. Ru 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 cái gì? Ru ru ru. Có cái mông kìa. Đấy. Bú bú bú. Bú 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 bú. Nè.
rồi mà. Thôi 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 đừng có ăn nữa. Ăn quá trời rồi. Thôi nha. Thật. Thôi mà. Bún bún.